Việc lựa chọn cho mình một chiếc phễu để bắt đầu hành trình pover chưa bao giờ là đơn giản, vì bạn là một người mới với nhiều câu hỏi trong đầu, còn thị trường thì lại đem đến quá nhiều lựa chọn. Và video này chỉ đơn giản là đưa ra những tiêu chí dựa trên những cái dòng phễu phổ thông nhất hiện nay, trong đó có thể bao gồm loại giấy sử dụng, chất liệu phễu, cấu trúc của phễu cũng như là cái hương vị nó đem lại. Để làm gì à? Để cung cấp những thông tin giúp việc chọn mua một chiếc phễu đối với bạn trở nên dễ dàng hơn. Và giờ thì ấn like, subscribe và đẹp nhất là ấn thêm cả chuông thông báo nữa, để chúng ta sẽ đi đến tiêu chí đầu tiên, đấy chính là giấy lọc. Giấy lọc là tiêu chí được mình ưu tiên nói đến đầu tiên, bởi bạn chắc chắn sẽ không muốn nghỉ uống cà phê để chờ 2-3 ngày hay là cả tuần cho cái việc mua một cái giấy lọc đặc thù mà ít nơi bán. Thế nên chỉ những loại phễu dùng được với hai loại giấy lọc là V60 và Calita như thế này mới xứng đáng để bạn sở hữu hàng ngày. Và đương nhiên rồi, tất cả những loại phễu có mặt ở đây ngày hôm nay cũng đều sử dụng hai cái loại giấy là V60 và Calita Way. Mà nói một chút về giấy lọc trong hai cái loại là V60 và Calita thì V60 nó sẽ phổ thông hơn cả, dễ mua hơn, rẻ hơn. Calita bây giờ mọi nơi họ cũng đều đã bán rồi, nhưng mà giá thành nó sẽ đắt hơn một chút. Ngoài ra thì đối với giấy lọc, độ dày mỏng, chất liệu nó cũng sẽ đều ảnh hưởng đến quá trình pha chế các bạn. Nhưng nó sẽ quá lằng nhằng để chúng ta nhắc đến trong video ngày hôm nay. Vì vậy nếu mà bạn quan tâm đến chủ đề về giấy lọc, hãy để lại về phần comment và về sau mình sẽ cố gắng làm một video về tất cả những cái loại giấy lọc. Yếu tố tiếp theo mà chúng ta cần cân nhắc đến khi mà lựa chọn một chiếc phễu đấy chính là chất liệu. Chất liệu của phễu vốn là một chủ đề đã được bàn tán rất nhiều, và ok, mình sẽ làm rõ một chút. Cái vấn đề là cái phễu của bạn được làm bằng chất liệu gì nó sẽ không trực tiếp ảnh hưởng đến hương vị của bình cà phê mà bạn pha ra, mà yếu tố ảnh hưởng chính là nhiệt độ. Và thông qua chất liệu thì nhiệt độ sẽ có xu hướng là ổn định hoặc là mất nhiệt. Qua đấy nó sẽ ảnh hưởng đến cái thành quả bình cà phê cuối cùng mà bạn pha ra. Có 4 chất liệu thường được sử dụng để sản xuất những chiếc phễu, đấy chính là thủy tinh, gốm, nhựa và kim loại. Trong đó 2 chất liệu là nhựa và kim loại có khối lượng nhiệt thấp. Nôm na là chúng ta sẽ cần ít nhiệt lượng hơn để làm nóng hai cái chất liệu này. Qua đấy thì chính hai cái chất liệu là nhựa và kim loại nó sẽ có xu hướng ít lấy nhiệt từ cái bình cà phê của các bạn hơn. Hai chất liệu còn lại là sứ và thủy tinh thì có khối lượng nhiệt cao hơn. Điều này tương đồng với việc là sứ và thủy tinh nó sẽ có xu hướng hút nhiệt từ cái quá trình pha chế của các bạn nhiều hơn. Cùng có khối lượng nhiệt thấp như là nhựa nhưng mà kim loại lại có khả năng cách nhiệt kém, do vậy nó sẽ hút nhiệt và tỏa ra môi trường nhiều hơn trong quá trình pha chế. Nên khi pha với cả những cái chiếc phễu kim loại như cái chiếc Calita mình đang có ở đây thì bạn nên preheat ngay trước khi bắt đầu hành trình pha chế. Bên cạnh chất liệu thì những cái thiết kế nó cũng đem đến khả năng cân bằng nhiệt độ khác nhau. Chẳng hạn như ở đây mình có chiếc phễu StackX, nó cũng là một chiếc phễu được làm bằng kim loại nhưng mà nó được làm bằng hai lớp, có cái lớp chân không ở giữa. Qua đấy nó giúp tăng cái khả năng cách nhiệt của cái chiếc phễu này lên rất là nhiều. Chốt lại, hai cái chất liệu là nhựa và kim loại với cái sự mất nhiệt ít hơn, qua đấy sẽ khai thác một bình cà phê tốt hơn về vị ngọt. Với sứ và thủy tinh thì chúng ta sẽ mất nhiều công sức hơn để làm nóng. Ngoài ra, với cái xu hướng hút nhiệt từ cái quá trình pha chế các bạn, nó sẽ khiến hai cái chất liệu này thường sẽ đem đến một bình cà phê thiên về vị chua hơn. Nên chúng ta có thể tạm kết luận rằng nhựa sẽ là một cái phương án an toàn nhất nếu bạn hướng đến một chiếc phễu đơn giản, dễ sử dụng và có xu hướng pha ra một bình cà phê với vị ngọt dễ chịu. Hai chiếc phễu mình đề xuất đấy chính là Origami E và Hario V60. Đây là hai chiếc phễu về chất lượng của nó đã được kiểm chứng về thị trường, và ngoài ra với sự phổ biến của nó cũng sẽ giúp bạn đơn giản hơn trong cái việc đi tìm những công thức ở trên mạng như là YouTube. Tiếp theo, yếu tố về chất liệu thì yếu tố thứ ba đấy chính là kiểu phễu hay là thiết kế của phễu. Kiểu phễu là một trong những yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng đến phong cách và cái thể loại hương vị mà bạn muốn hướng đến trong quá trình pha chế. Vì vậy chúng ta sẽ đi sâu vào phần này một chút. Ba kiểu phễu phổ biến nhất hiện nay trên thị trường mà mình thấy đấy chính là phễu sử dụng những cái loại giấy lọc V60, phễu đáy bằng và những cái dòng phễu mình tạm gọi là phễu lười hay là phễu cụt tay. Trong đó mỗi kiểu phễu đều sẽ có những đặc tính, điểm mạnh và giới hạn của riêng nó. Ok, chúng ta sẽ nói về những cái dòng phễu sử dụng giấy V60 trước nhé. V60 là những chiếc phễu như thế này, nó là có hình chữ V được mở một góc 60 độ cho nên nó được gọi là V60. Những cái dòng phễu này nó được ra đời ngay khi mà cái phong trào pover bắt đầu phát triển nên nó trở nên thịnh hành và được yêu thích nhiều nhất. Nhưng cũng vì là những cái dòng phễu mang tính sơ khai nên thiết kế của V60 không có nhiều những cái đặc tính hỗ trợ người dùng nhiều. Vì thế để kiểm soát tốt những cái chiếc phễu này cần đòi hỏi người dùng kha khá những cái kỹ thuật trong cái việc mà chúng ta pha pover. Ví dụ như cái việc không thể kiểm soát tốt kỹ thuật rót, nó sẽ khiến việc pha chế với những chiếc phễu V60 như này rất dễ gặp phải cái hiện tượng là bypass quá nhiều. Có nghĩa là cái việc mà bạn chiết xuất tập trung vào những cái phần viền của phễu này, qua đó khiến cà phê với nước không có cái sự tương tác đủ tốt và làm cho cái bình cà phê của bạn trở nên nhạt nhòa và thiếu hương vị. Hay là lớp cà phê khi mà cho vào cái chiếc phễu V60 nó sẽ có hình tam giác ngược như này. Điều đấy đồng nghĩa với việc là cái lượng cà phê ở những cái khoảng đấy nó được phân bổ không đồng đều, nhưng chiết xuất thì lại chiết xuất yêu cầu đồng đều. Vì vậy chúng ta sẽ phải sử dụng kỹ thuật, sẽ phải sử dụng rất nhiều thứ để tối ưu cái khả năng chiết xuất. Qua đấy nếu mà bạn không thể nào mà tối ưu được cái khả năng chiết xuất, nó sẽ đem đến một bình cà phê một là nhạt thách, hai là đắng ngắt.
Với những yếu tố khá là tiêu cực kể trên thì mình không khuyên bạn bỏ V60 ra khỏi những cái lựa chọn của mình, mà khuyên bạn nên đưa ra một cái cách tiếp cận phù hợp, ví dụ như tập trung làm chủ một công thức, sau đấy dựa trên những cảm nhận về mặt hương vị của mình để căn chỉnh những yếu tố như là cỡ xay, nhiệt độ và thời gian chiết xuất để tìm ra cái hương vị mình yêu thích nhất. Và khi mà bạn đã có đủ khả năng làm chủ rồi thì cái việc sử dụng một chiếc phễu V60 trở nên cực kỳ thoải mái, cực kỳ thích thú, bởi vì lúc đấy bạn sẽ có khả năng tùy biến theo cái kiểu hương vị mà mình yêu thích. Dựa trên duy nhất một loại cà phê, bạn có thể pha ra 2 đến 3 bình cà phê với những hương vị rất là khác nhau. Thì đấy là cái điểm cực kỳ thú vị mà V60 có thể đem lại. Tiếp theo chúng ta sẽ nhắc đến những cái dòng phễu đáy bằng, như ở đây chúng ta có Fellow Stark X này, Calita Way này, hay là thậm chí Origami cũng có thể sử dụng với cả những cái giấy Calita Way này, nhưng mà nó thực tế không phải là một dòng phễu đáy bằng. V60 đôi khi là quá khó để kiểm soát và không phải ai cũng có đủ thời gian cũng như sự kiên nhẫn để có thể làm chủ chiếc V60. Vì vậy những chiếc phễu đáy bằng như Calita Way này được sinh ra để giải quyết cái vấn đề là giảm bớt những yếu tố kỹ thuật trong pour. Cụ thể hơn là ở đây, sau khi được chuẩn bị thì cái lớp cà phê khi mở những chiếc phễu đáy bằng này nó sẽ có xu hướng hình chữ nhật, hay là đúng hơn là hình thang. Cái việc này nó sẽ khiến cho cái lớp cà phê nó sẽ mỏng và được dàn đều trên bề mặt. Qua đấy chúng ta sẽ không cần phải dùng quá nhiều yếu tố kỹ thuật để khiến cà phê và nước được tương tác với nhau một cách hiệu quả. Nhưng song song với đấy thì lớp cà phê mỏng hơn, đều hơn nó cũng sẽ khiến cho lực cản ít hơn. Và trên lý thuyết mà nói, những chiếc phễu đáy bằng này nó sẽ mang đến một cái dòng chảy đôi khi là quá nhanh, đôi khi có thể dẫn đến cái hiện tượng là chiết xuất thiếu, đem đến một bình cà phê nhạt nhòa. Thì những cái chiếc lỗ này được ra đời để giới hạn dòng chảy ở một cái ngưỡng nhất định, qua đấy giúp cho cái thời gian tương tác giữa nước và cà phê luôn đạt ở một cái mức khá là tối ưu, giúp cho cái bình cà phê của bạn luôn luôn được chiết xuất một cách hiệu quả. Hay việc dùng với cả những cái chiếc giấy Calita Way hay còn gọi là giấy sóng như thế này, nó cũng sẽ giảm bớt cái hiện tượng bypass mà chúng ta hay gặp phải trên những chiếc V60. Chung quy lại là với những chiếc phễu đáy bằng như là Fellow Stark X hay là Calita Way ở đây của chúng ta đang có, thì nó sẽ khiến cho bạn dễ dàng hơn trong việc có một bình pour ngon, nhưng mà nên nhớ nó chỉ là dễ dàng hơn thôi, chứ nó không đảm bảo cho bất kể một điều gì cả. Bởi thiết kế của phễu nó không phải là tất cả, bạn vẫn phải nắm bắt được những yếu tố như là cỡ xay, nhiệt độ hay là những cái thể chất của hạt cà phê để có thể cho ra một bình pour như ý. Và dòng phễu cuối cùng mà mình muốn nhắc đến đấy chính là phễu lười, hay mình còn hay gọi là phễu cụt tay. Những cái dòng phễu này thì còn hơn cả những phễu đáy bằng, nó sẽ giúp ích người dùng một cách hiệu quả nhất trong cái quá trình pha chế. Ví dụ như hai chiếc phễu mình đang có ở đây là Wakako Kappamuka và Hariomugen. Nhìn thì có vẻ hai chiếc phễu khá là khác nhau, nhưng mà chúng nó đều có một điểm chung là nó sẽ giúp cho chúng ta tối ưu được cái dòng chảy, qua đó dễ dàng nhất trong cái việc tạo ra một bình cà phê pour over. Nói như nào nhỉ? Đủ ngon. Với chiếc Hariomugen này thì cơ chế khá thú vị, khi mà bạn chỉ cần và cũng chỉ nên rót đúng một lần để hoàn thành bình pour của mình. Thiết kế rất là đặc biệt với 4 cái rãnh nhỏ xung quanh này. Những cái rãnh này thực tế nó rất nhỏ, khiến cho cái chiếc Hariomugen này nó có khả năng chiết xuất được cả ở viền. Vì vậy khi mà sử dụng với chiếc Hariomugen này, chúng ta sẽ chỉ nên rót một lần để lớp cà phê từ từ đi xuống và bám bớt vào viền, chứ không chảy hết xuống dưới. Vì khi mà nó chảy hết xuống dưới thì ở một cái thiết kế bí như này, nó sẽ rất dễ gây ra hiện tượng tắc nghẽn, qua đấy tạo ra một bình cà phê bị overextract, có nghĩa là nó sẽ ra một bình cà phê quá đậm, quá đắng mà chúng ta sẽ khó có thể cảm nhận được hương vị. Kappamuka tuy khác biệt về mặt thiết kế nhưng cũng đem đến một cái hiệu quả tương tự, khi ở đây chúng ta có một cái gờ lõm. Cái gờ lõm này nó cũng sẽ thực sự tối ưu cái hiệu quả của thiết kế khi mà chúng ta rót nước một lần, tạo ra một cái cột nước cao ở phía bên trên tì vào cái gờ lõm này. Qua đấy khi mà nước đi qua xuống đến cái phần gờ này, nó sẽ không còn hiện tượng bypass nữa, gia tăng tối đa hiệu quả chiết xuất. Ngoài ra thì cũng với một thiết kế khá bí như là Hariomugen thì cái chiếc phễu này nó sẽ thực sự hợp lý khi mà bạn rót một lần, nó sẽ tạo ra cái sự luân phiên liên tục, cái sự xáo trộn liên tục ở cái lớp cà phê bên trong, tránh cái hiện tượng tắc nghẽn có thể xảy ra. Và ngoài ra có một lưu ý nho nhỏ nữa là đối với cả những cái thiết kế này, cái việc chiết xuất nó giảm thiểu được bypass, nghĩa là bạn đã có thể pha ra một bình cà phê đậm hơn so với bình thường khá là nhiều rồi. Vì vậy nên hãy thoải mái để chỉnh cái cỡ xay thô một chút, nó sẽ làm cho cái chiếc phễu này dễ dàng để cho ra bình cà phê ngọt ngào và cân bằng hơn. Bên cạnh hai chiếc phễu là Kappamuka và Hariomugen, chúng ta còn có thể kể thêm là có Harioswick này hay là Mr. Clever, là những cái chiếc phễu áp dụng cái cơ chế ngâm ủ tương tự như Aeropress. Nó thực sự là dễ dàng để tạo ra một cái bình pour ngon, ổn định và cân bằng. Thậm chí bạn có thể không cần phải dùng đến cả ấm của ngỗng để có thể pha ra những cái bình pour với những chiếc phễu này, mà vẫn đạt một cái hiệu quả chiết xuất khá là ấn tượng. Chốt lại là đơn giản thôi, những cái chiếc phễu nó đem đến nhiều cái tính năng hỗ trợ người dùng hơn thì nó sẽ ít độ tùy biến hơn. Bạn có thể chọn những chiếc phễu như là Hario V60 hay là Origami hay là Calita để làm cuộc chơi của bạn trở nên thú vị. Còn nếu mà bạn muốn nhàn nhã, nếu mà bạn muốn luôn luôn có một bình cà phê ổn định và không có quá nhiều sự thay đổi, thì những cái chiếc phễu như là Mugen, Kappamuka, Hariomugen hay là Mr. Clever sẽ là lựa chọn hoàn hảo.
hoặc có thể tất cả đều là lựa chọn của bạn vào những cái hoàn cảnh khác nhau. Chẳng hạn như ở nhà bạn có nhiều thời gian pha chế, bạn có thể lựa chọn những chiếc phễu khó dùng một tí, hoặc là khi mà đến công ty ít thời gian pha chế, bạn sẽ lựa chọn những chiếc phễu như là Mugen này, cực kỳ đơn giản để có một bình cà phê ngon. Ok, và yếu tố thú vị nhất của cái video này đấy chính là hương vị của từng chiếc phễu cho ra sẽ như thế nào. Nhưng mà làm sao chúng ta có thể miêu tả được hương vị mà không pha hết với từng chiếc phễu một nhỉ? Ok, chia sẻ một chút thì công thức mình chọn là 4-6 của Tetsu. Nó vừa là một công thức khá phổ biến, dễ thực hiện và đồng thời nó cũng phù hợp với hầu hết những loại phễu mình đang có ở đây. Duy chỉ có hai chiếc phễu là Kappamuka và Hario Mugen mình sẽ rót một lần theo đúng cơ chế thiết kế tối ưu. Mình cũng lưu ý rằng mình không phải là một chuyên gia cà phê nên việc đánh giá sẽ chỉ là ý kiến chủ quan dựa trên 3 yếu tố mình cảm thấy dễ dàng nhận biết nhất, đấy chính là body, vị chua và vị ngọt. Vậy nên những thông tin này chỉ mang tính tham khảo thôi nhé. Ok, mặc dù những cái mà mình test, những cái nhận xét mà mình sẽ đưa ra sắp tới đây nó sẽ không hoàn toàn mang tính bao hàm, nhưng mà nó lại khá là đồng nhất với tất cả những gì mà mình đã phân tích ở bên trên. Khi những fellow StarX, Kappamuka hay là Kalitaway đều đem đến những cái bình cà phê ngọt ngào, body dày cùng với cả cái vị chua khá là ít. Qua đấy phần nào nó cũng thể hiện được cái sự tối ưu về mặt thiết kế cũng như là chất liệu, nhựa và kim loại, nó sẽ đem đến cái khả năng chiết xuất hướng nhiều hơn về vị ngọt. Hương vị rõ ràng, tươi sáng, một cái body khá là mỏng cùng với cả cái vị chua nổi trội hơn hẳn, đấy chính là hai chiếc phễu V60 cũng như là Origami sứ. Còn lại hai cái chiếc phễu nó đem đến bình cà phê cân bằng nhất giữa vị chua, vị ngọt cùng với cả một cái body rất là dễ chịu đối với mình là hai chiếc phễu còn lại, Hario Mugen, Origami E. Ok, mình sẽ để một cái bảng thống kê về so sánh ba cái yếu tố mà mình đưa ra, đấy chính là body, vị chua, vị ngọt ở đây. Bạn có thể dừng lại vài giây để tham khảo. Về hương vị thì không có gì nhận xét ở đây cả, bạn chỉ cần biết được cái kiểu hương vị mà mình yêu thích và đưa ra lựa chọn thôi. Nhưng hãy nhớ rằng đây không phải là toàn bộ những cái gì mà xu hướng của một chiếc phễu có thể chiết xuất ra. Nó có thể được khai thác theo nhiều cách khác nữa và chỉ có một cách duy nhất là sử dụng một dụng cụ hàng ngày bạn mới có thể khai thác được hết tiềm năng của một cái sản phẩm thôi. Còn hai yếu tố nhỏ cuối cùng mình muốn nhắc đến trước khi bạn nhấc điện thoại lên và đặt mua một chiếc phễu, đấy chính là kích thước và thẩm mỹ. Nói về kích thước trước nhá, những chiếc phễu thường có hai loại kích thước, đấy chính là size 01-02 theo cái ký tự mà thường được Hario đánh dấu, hay là đối với cả những cái chiếc phễu như là Origami ở đây nó sẽ được đánh size MS hoặc là 155-185 như là Kalitaway. Nhưng về cơ bản thì nếu mà dành cho 2 đến 3 người đổ lại với cái đâu khoảng 20g đổ xuống, bạn nên chọn cái chiếc phễu size nhỏ nhất. Việc sử dụng những cái chiếc phễu to với cả cái lượng cà phê ít nó sẽ dẫn đến những cái hệ quả khá là tệ trong cái việc chiết xuất. Chẳng hạn như một chiếc phễu to nó sẽ lấy đi rất nhiều nhiệt trong cái quá trình pha các bạn. Còn lại yếu tố cuối cùng là thẩm mỹ thì tất nhiên rồi, bạn nên ưu tiên tính thẩm mỹ tại vì bạn sẽ uống bằng mắt trước khi bạn uống bằng mồm hoặc mũi. Cũng đừng quá lo lắng khi mà mình phải lựa chọn chiếc phễu nào dễ hơn, chiếc phễu nào khó hơn, vì bạn sẽ đơn giản là có thể hoàn toàn kiểm soát nó qua một cái thời gian thôi, nó sẽ không có gì quá phức tạp cả. Và cuối cùng trước khi kết thúc video, mình muốn nhắc lại là phễu tuy đóng một vai trò rất quan trọng trong pourover nhưng mà nó không phải là tất cả. Khi mà bạn đã muốn khám phá sâu hơn thì sẽ có rất nhiều những yếu tố khác lòi ra, như là yếu tố kỹ thuật, yếu tố lý, hóa. Và mình nghĩ là bạn sẽ rất khó để có thể kiểm soát nó trong một khoảng thời gian ngắn. Và bạn thậm chí cũng không cần phải quan tâm đến nó quá nhiều luôn. Việc bạn cần làm là chỉ cần học một vài công thức ở trên mạng, kiểm soát tốt nó, thay đổi những yếu tố như là cỡ xay, như là nhiệt độ để tìm ra cái hương vị mà mình yêu thích nhất. Sau đấy nếu mà bạn muốn đi sâu hơn, muốn tìm hiểu nhiều hơn, hãy trải nghiệm tiếp tục nhiều công thức để qua đấy có được những cái kiến thức nó mang tính tổng hợp, để có thể dễ dàng làm chủ cái quá trình pourover của mình, vui chơi với những nốt hương và sau đấy tạo ra những cái niềm vui mới trong cái việc pha chế hàng ngày. Chung quy lại là với pourover hãy cứ thong thả và thưởng thức. Còn bây giờ video của mình sẽ kết thúc tại đây. Rất mong những cái thông tin bên trên sẽ giúp bạn nhiều hơn trong cái quá trình lựa chọn cho mình một chiếc phễu pourover hoàn hảo nhất. Và nếu mà bạn thấy video hay, thú vị, hãy để lại một like, một subscribe và một chuông thông báo cho kênh YouTube của Espresso Maker nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.